Nếu nói đến một bộ phim vừa gây cấn, có sức lôi cuốn và hồi hộp nhất thì bạn đã đến đúng nơi rồi đấy. Trước mắt chúng ta chính là cảnh tượng ngày diệt vong của thế giới trong tương lai. Lúc này, ở trên trái đất chỉ còn chưa tới 500.000 con người đang cố gắng tranh giành sự sống cho nhân loại. Và thứ gì đã khiến cho thế giới của loài người bị tận diệt? Chính là những con quái vật gớm ghiếc như thế này. Chúng rất đông và hung hãn, là kẻ thù đáng sợ của con người trong tương lai. Liệu rằng chúng ta có cách nào để thay đổi vận mệnh của nhân loại không? Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Bầu không khí của trận bóng đá chung kết World Cup đang diễn ra thật hoành tráng. Phải nói là rất gây cấn vì một cầu thủ đang có lợi thế tạo nên một bàn thắng đẹp mắt. Tuy nhiên anh trai chưa kịp sút quả bóng vào khung thành của đối phương thì đã đối mặt với một hiện tượng lạ. Một ánh sáng thật chói lóa mở ra cánh cửa thần bí gì đó. Không những thế, mà còn có rất nhiều con người trang bị đầy vũ khí từ bên trong bước ra. Hàng triệu cặp mắt vô cùng ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng này. Người đứng đầu nói rằng họ chính là người từ tương lai trở về đây, mong con người ở thế giới hiện tại phối hợp với họ để ngăn chặn ngày diệt vong của thế giới. Bởi vì, sau 11 tháng nữa sẽ có một loài quái vật vũ trụ xóa sổ loài người khỏi trái đất. Ở trong thế giới tương lai họ đã thua cuộc và rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Rất nhanh chóng tin tức này đã lan truyền khắp cả thế giới. Các chính phủ quốc gia đành phải hợp tác và sắp xếp cho con người đi đến thế giới tương lai để thi hành nhiệm vụ. Mỗi tuần họ sẽ cử hàng nghìn người đi, nhưng đáng tiếc thay vì tỷ lệ sống sót trở về chỉ còn 30%, rất nhiều cuộc biểu tình đã phản đối về việc bầu chọn con người đi đến thế giới tương lai để chiến đấu với quái vật. Ở một khía cạnh khác, Giang là một người đàn ông đang có một mái ấm gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Tối nào cô con gái Yuri cũng đều nằm mơ gặp ác mộng, thấy ông bố của mình bị giết chết ở trong thế giới tương lai. Giang chỉ còn cách ôm con gái vào lòng và an ủi nó. Anh ta biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị chính phủ nhắm đến, và cái ngày chết tiệt đó cũng đã tới với Giang. Trong khi đang dạy học cho các em nhỏ thì anh ta đã nhận được thông báo từ quân đội chính phủ. Không còn cách nào khác, Giang phải đi đến căn cứ của quân đội để thực hiện bài kiểm tra thể chất. Họ đã đưa cánh tay của anh vào một cái máy dự đoán tương lai. Kết quả là 9 tháng sau sẽ là ngày tang lễ của anh. Giang nữa tin nữa không? Tại sao họ lại có thể dự đoán cái chết của người khác chỉ qua máy móc công nghệ? Quân đội đã cấy vào cánh tay của anh trai này một thiết bị đặc biệt. Điều đó có nghĩa là Giang đã chính thức tuyển chọn nhập ngũ đi đến thế giới tương lai để tham chiến. Nếu anh ta có ý định trốn tránh trách nhiệm thì sẽ bị bỏ tù mọt gông. Và vợ con của anh ấy sẽ là người thay thế đi đến thế giới tương lai. Vợ của Giang nghe xong thì vô cùng lo lắng cho anh chồng của mình, vì nếu một khi đã đi thì cơ hội sống sót trở về rất ít ỏi. Cô vợ khuyên ngăn Giang hãy đi đến gặp ông bố để tháo được cái thiết bị chết tiệt này ra, và họ sẽ cùng nhau bỏ trốn sang quốc gia khác. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Giang và ông bố không được suôn sẻ cho lắm. Cả hai người đàn ông này gặp nhau thì cứ như chó với mèo vậy, chỉ biết trách móc và chửi nhau vì những quá khứ tồi tàn ở trong quá khứ. Cô vợ lúc này cũng đã hết cách, có ý định sẽ cùng cả gia đình bỏ trốn đi đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng Giang thừa biết rằng bây giờ có trốn đằng trời cũng sẽ bị phát hiện ra. Anh ta ngậm ngùi kể hết mọi chuyện cho cô con gái Yuri nghe. Bé ấy nghe xong thì bắt đầu buồn bã, giận hờn ông bố. Giang thì cố an ủi tinh thần cho cô con gái. Bố hứa với con nhất định bố sẽ sống sót trở về. Ngày nhập ngũ cũng đã đến. Nam chính ôm cô con gái thật chặt lại với sự lưu luyến. Cô vợ lúc này cũng không thể cầm được nước mắt. Đang yên đang lành thì tự nhiên gia đình bị chia cắt. Quân đội đã hướng dẫn họ cách chiến đấu. Kỹ năng bắn súng phải thật vững chắc, cứ gặp con quái vật nào là bắn nát sọ nó cho chị. Thời gian đi lính chỉ vỏn vẹn trong 7 ngày là kết thúc nhiệm vụ. Giang dùng thân phận của mình đã từng là quân nhập ngũ để huấn luyện một khóa chiến đấu với quái vật trong thế giới tương lai. Tưởng rằng đã có thể chuẩn bị vài ngày để sẵn sàng cuộc chiến, ai ngờ ngay đêm đầu tiên thì tiếng còi báo động đỏ đã vang lên. Quân đội nhanh chóng đưa tất cả mọi người vào vị trí sẵn sàng đến thế giới tương lai, vì phòng thí nghiệm ở đó đã bị quái vật tấn công. Nếu họ mất hết tư liệu và ADN của những con quái vật đó thì loài người sẽ hoàn toàn thua cuộc. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, quân đội đã kích hoạt một luồng điện thật mạnh để mở cánh cổng tương lai. Ai nấy cũng đều lo sợ đến mức chảy cả nước. Từng người một đã bị cánh cổng hút vào bên trong. Giang cứ trố mắt ra nhìn hiện tượng lạ đó, cảm giác có vẻ hơi mơ hồ như đang chơi đồ vậy. Nam chính chợt nhận ra mình đang thả rơi tự do trên độ cao hàng nghìn mét xuống trái đất. Họ đã chính thức đi đến thế giới tương lai của năm 2048. Tuy nhiên có những người vừa rơi xuống thì chết ngay tại chỗ luôn. Bởi thế mình mới nói đi thì dễ mà sống sót trở về thì mới là chuyện khó. Nam chính của chúng ta may mắn sao đáp xuống đúng ngay hồ bơi và sống sót. Điều đó cũng tất nhiên, anh ấy mà chết thì cũng hết phim để coi. Sau khi mọi người đã lấy lại được bình tĩnh, ai nấy đều trố mắt ra nhìn một cách thật ngơ ngác. Đây là hình ảnh của thế giới tương lai bị diệt vong ở năm 2048. Nữ sĩ quan đã giao trách nhiệm cho Giang là người dẫn đầu, vì anh ấy từng là quân dân nhập ngũ, cho nên sẽ có nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn những người còn lại. Nhiệm vụ của họ là phải nhanh chóng chạy đến phòng thí nghiệm để giải cứu cho các tiến sĩ khoa học. Giang nghe xong lập tức phân chia nhiệm vụ cho từng người quan sát thật kỹ khắp mọi nơi. Ai nấy cũng đều nghe thấy tiếng động của một con quái thú gì đó phát ra. Một lúc sau đội hình của Giang đến được khu thí nghiệm thì phát hiện ra các tiến sĩ khoa học đã bị giết chết. Nữ sĩ quan thừa biết rằng những con quái vật gai trắng đang ở gần đó. Cô ấy liền hạ lệnh cho Giang nhanh chóng chạy đến phòng thí nghiệm để lấy một số tư liệu và mẫu thuốc cần thiết. Chỉ trong vòng 5 phút nữa quân đội của cô ấy sẽ đến khu thí nghiệm để thả bom hủy diệt cả thành phố này. Sau khi có được những thứ cần thiết, Giang bảo mọi người nhanh chóng chạy đến khu an toàn vì nơi đây sắp bị phá hủy. Không may trong khi đang đi xuống cầu thang, họ đã nghe một thấy tiếng động lạ gì đó ở phía trên. Nhìn thật kỹ thì mới biết đó chính là quái vật gai trắng. Nó đã phóng gai giết chết một người. Đội hình của Giang liên tục xả đạn lên phía trên để giết chết nó. Chính vì thế càng làm cho con quái vật trở nên tức giận hơn.
Nó bò xuống và bắt đầu thảm sát những con người ở đây. Tất cả đều bỏ chạy thật nhanh. Da thịt của con quái vật này còn cứng hơn cả sắt đá. Súng đạn chỉ có thể gãi ngứa nó như mũi đốt inox vậy. Trong lúc bỏ chạy thì một anh chàng can đảm đứng chặn cánh cửa lại. Thế là anh ta cũng đã trở thành mồi ngon cho những con quái vật đó. Còn nam chính thì cứ xả đạn điên cuồng vào con quái vật. Nó đã lao tới muốn giết chết anh ta. Giang nhanh tay cầm cây rìu đối đầu với con quái vật đó một trận. Hên là có đồng đội tới hỗ trợ, chứ nếu không thì đã không còn đường trở về để nướng củ khoai nữa rồi. Nhưng thế giới bây giờ đâu đâu cũng đều là quái vật. Nhóm người của Giang đã bị chúng bao vây khắp mọi nơi. Trong 36 kế chạy là thượng sách nhất. Quân đội của nữ sĩ quan cũng đã đến gần thành phố. Chỉ còn 2 phút nữa là họ sẽ thả bom hủy diệt cả vùng đất này. Thấy chiếc xe quân đội chạy đến, Giang tưởng rằng mọi thứ đã an toàn. Ai ngờ lũ quái vật gai trắng đã công kích chiếc xe tăng và xé xác các tên lính trong đó. Mọi người lập tức nổ súng tấn công lũ quái vật. Lũ quái vật này thì lại rất thông minh. Chúng phóng gai ra giết chết từng người một. Với kỹ năng bắn súng tài giỏi của mình, Giang đã bắn chết một số con. Bây giờ quân đội cũng đã thả bom. Như thế mới có thể mở đường cho đội hình của Giang chạy thoát. Hàng nghìn con quái vật cứ đuổi theo họ rất ác liệt. Ở trong tình thế này, nếu chậm chân thì xác định là bay máu luôn. Một người phụ nữ và người đàn ông này đành phải hy sinh để cản chân bọn chúng lại. Chấp nhận hy sinh cho những người còn lại bỏ chạy. Quân đội lập tức thả rơi quả bom lớn xuống phá hủy nguyên cả thành phố. Kết quả là làm cho đội hình của Giang phải đối mặt với thần chết. Đến khi tỉnh dậy, Giang nhận ra mình vẫn còn may mắn sống sót với hai anh bạn da đen. Còn những người còn lại thì đã đi đến một phương trời xa xăm. Tại căn cứ của quân đội, Giang đã gặp được nữ sĩ quan. Cô ấy vô cùng biết ơn vì anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Nhưng chỉ sau vài câu hội thoại, Giang đã nhận ra rằng nữ sĩ quan này chính là cô con gái Yuri của anh ta trong tương lai. Yuri cũng đã chịu để lộ thân phận thật sự của mình ra. Cả hai cha con gặp lại nhau thì vô cùng lưu luyến. Giang rất tự hào vì con gái của anh ấy đã trở thành một nữ sĩ quan dũng cảm và cũng là người có thể cứu sống lại cả thế giới này tránh khỏi quái vật vũ trụ. Mục tiêu tiếp theo của họ chính là tìm đến hang ổ của con quái vật giống cái để bắt nó về thí nghiệm. Tất cả mọi người đều đang cố gắng lôi con quái vật giống cái ra để khống chế nó lại. Tuy nhiên nó lại quá khỏe, cả mấy chục binh sĩ không đủ sức để kéo nó ra ngoài. Nhưng một khi nó đã ra ngoài thì mạng sống của các anh cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Thân hình to lớn của nó đã giết chết rất nhiều tên lính cùng một lúc. Ai mà xuôi là bị nó cắn đứt cơ thể ra làm đôi luôn. Nữ sĩ quan chỉ còn cách nhảy xuống bên dưới để hỗ trợ cho họ. Tình thế bây giờ đang rất cấp bách. Con quái vật thì ra sức giết chết rất nhiều tên lính ở bên trong. Nó có ý định chạy thoát ra bên ngoài, nhưng đã bị đám lửa của quân đội ngăn chặn lại. Bố nào mà chậm chân là về chầu ông bà luôn. Muốn bắt được con quái vật này không hề đơn giản một chút nào. Nó còn gầm lên một tiếng thật to để gọi hàng nghìn anh chồng về hỗ trợ. Yuri bắn một viên đạn bay luôn cả cái vòi độc đã làm cho quái vật điên cuồng hơn. Nó chạy đến hất tung cô ấy về phía sau. Cái chết đang cận kề với cô ta. Giang ở trong trực thăng chợt phát hiện ra lũ gai trắng giống đực đã chạy về hang ổ. Vì muốn bảo vệ cho cô con gái, nên anh ta đã tự ý bay xuống giết chết đám quái vật đó. Vào hang động thì thấy Yuri sắp bị con quái vật đó giết chết rồi. May mà anh ta đến giải cứu kịp thời. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng họ đã khống chế được con quái vật to lớn này. Trực thăng của quân đội nhanh chóng áp giải nó về khu thí nghiệm. Hàng nghìn anh chồng nhìn thấy con vợ bị bắt thì lập tức đuổi theo. Đã thế còn gặp phải anh phi công máu liều nhiều hơn máu não. Bọn chúng phá tan chiếc máy bay của quân đội. Yuri dùng khẩu súng uy lực nhất để cản chân lũ quái vật lại. Con nào dám lao vào thì tan xác ra từng khúc luôn. Giang đã chở cô ấy ra ngoài bờ biển để chờ đội cứu hộ đến. Tưởng rằng đã có thêm thời gian để âu yếm đứa con gái. Nhưng lúc này Yuri cũng đã kể hết mọi quá khứ mà Giang chưa hề hay biết. Cô ấy nói rằng ở trong quá khứ Giang là một ông bố rất tồi tệ. Anh ta bỏ vợ bỏ con để đi theo con đường khác. Kết quả là sau 11 tháng Giang đã bị tai nạn xe mà qua đời. Anh ấy nghe xong thì không thể tin được rằng đó là sự thật. Anh ta yêu vợ yêu con đến thế thì làm sao có thể bỏ rơi họ được. Còn cái chết bị tai nạn thì có lẽ là đúng, bởi vì chiếc máy dự đoán tương lai anh ấy sẽ chết sau 9 tháng. Yuri lúc này chỉ biết cố tránh né ông bố của mình. Có lẽ cô ấy vẫn còn rất giận anh ta vì đã bỏ rơi hai mẹ con cô ấy. Đợi cho đến khi trở về khu căn cứ hải quân, Yuri tiến hành lấy chất độc của con quái vật giống cái ra làm thí nghiệm. Mục đích cô ấy muốn tạo ra một chất độc khác để kìm hãm lại lũ quái vật. Với tư cách là một ông bố thì Giang cũng đã tận tình giúp đỡ cho cô con gái. Nhìn vào thiết bị trên cánh tay anh ta, chợt nhận ra chỉ còn 21 tiếng nữa sẽ hết thời gian thi hành nhiệm vụ. Như vậy có nghĩa là Giang chỉ còn rất ít thời gian ở bên cô con gái đã trưởng thành của mình. Dù có một chút tiếc nuối nhưng đây là lệnh và anh ta không được phép làm trái luật. Qua cuộc thí nghiệm lần này, cuối cùng Yuri đã tìm ra được một chất hóa học có thể kìm hãm được những con quái vật đó. Cả hai cha con chưa kịp vui mừng thì con quái vật giống cái đã tỉnh giấc. Nó gầm lên một tiếng thật to đã gây sự chú ý của đám gai trắng giống đực. Quả nhiên những con quái vật đó lại bơi rất giỏi. Hàng triệu con đã tập hợp lại tấn công vào khu căn cứ của hải quân. Các anh phi công đẹp trai ra sức điều khiển máy bay chiến đấu bắn hạ bọn chúng, nhưng chúng đông như thế này có bắn tới ngày mai cũng không hết. Căn cứ hải quân đã bị hàng triệu con quái vật vây quanh. Hai bố con của Yuri nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã. Tuy nhiên khắp mọi nơi bây giờ đều toàn là quái vật gai trắng. Bọn chúng đã xông thẳng vào khu thí nghiệm để giải thoát cho con cái. Nó sai khiến những con đực còn lại phải tìm ra Yuri cho bằng được. Có lẽ chúng nhận thức được rằng cô gái ấy đã biết được điểm yếu của chúng. Giang và Yuri không thể tiếp tục chạy được nữa, vì tứ phía bây giờ toàn bộ là quái vật. Họ chỉ còn cách liều mạng lao ra xả đạn điên cuồng để giết chết những con quái vật đó. Sau trận hỗn chiến thì Yuri đã bị thương nặng. Giang nhanh chóng dìu cô con gái tìm lối khác để chạy trốn. Nhưng có lẽ đã quá trễ, bởi vì tất cả lối đi đều đã bị chìm vào biển lửa.
Mục đích của cô con gái là muốn giam cầm ống nghiệm này về thế giới hiện tại để sản xuất nó ra thật nhiều. Cho đến khi lũ quái vật gai trắng xuất hiện trên thế giới thì còn biết cách mà đối phó với nó. Tất nhiên là Giang không thể bỏ cô con gái ở lại đây một mình. Yuri thì cố gắng khuyên ngăn anh ấy phải trở về để cứu cả thế giới. Cô ấy không quên xin lỗi Giang vì đã nói những lời khó nghe với anh ấy. Hy vọng rằng sau khi trở về thế giới hiện tại, anh ta sẽ không trở thành một người đàn ông tồi tệ như thế. Giang nghe xong lại càng không muốn để cô con gái ở lại một mình. Lúc này con quái vật gai trắng đã lao đến để giết chết cả hai bố con họ. Tuy nhiên mọi thứ đã bắt đầu sụp đổ và cô con gái Yuri đã trượt chân xuống dưới. Giang cố gắng níu tay của cô con gái thật chặt lại. Còn phía dưới là con quái vật đang vùng vẫy để giết chết Yuri. Cho đến thời điểm hiện tại không thể cố chấp được nữa. Yuri chỉ còn cách từ biệt ông bố và buông tay ra. Giang không thể để mất cô con gái cho nên đã nhảy xuống theo. Bên dưới là hàng triệu quái vật đang trông ngóng con mồi rớt xuống. Nhìn cảnh tượng này mà tôi cũng không thể nào cầm được nước mắt. Nhưng thời gian thi hành nhiệm vụ đã hết. Giang đã được gửi về thế giới hiện tại. Giang cầm ống nghiệm mà cảm thấy rất đáng lòng. Giang cầu xin cô gái này hãy mở cánh cổng tương lai để anh ta quay lại cứu con gái của mình. Nhưng cô gái chỉ nói rằng họ hoàn toàn không thể kích hoạt lại cánh cổng tương lai được nữa. Giang nghe xong vô cùng đau đớn. Nhưng đến khi trở về nhà gặp lại gia đình thì đã bớt đi một phần nào. Vì hiện tại con gái của anh ta vẫn chỉ là một cô bé hồn nhiên ngây thơ. Anh ta tạ ơn Chúa vì đã gặp lại được con bé. Thế là suốt ngày chỉ biết ở bên cạnh đứa con gái 24/24. Cô vợ cũng vô cùng thắc mắc, không hiểu tại sao Giang lại thương yêu con bé đến mức không thể rời khỏi cả nửa bước chân. Anh ta đã kể cho cô vợ nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở trong thế giới tương lai. Giang thật sự đã gặp được con gái của họ. Cô bé rất mạnh mẽ và quyết đoán, còn là một nữ sĩ quan của quân đội chính phủ. Yuri vì thế giới mà đánh cược cả mạng sống của mình. Nhưng Giang đã hứa rằng sẽ không để cho mọi thứ tồi tệ đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Anh ta tìm lại hai anh bạn da đen trước đó để nhờ sự giúp đỡ. Họ phát hiện ra dấu vết của lũ quái vật gai có liên quan đến dấu tích của núi lửa. Nhưng ở trên thế giới có biết bao nhiêu ngọn núi lửa để tìm ra được chúng. Giang đành phải chạy đến lớp học để hỏi một em học sinh. Cậu ta chính là chuyên gia nghiên cứu về núi lửa. Theo như kết quả cậu bé cho biết, vào năm 846 sau công nguyên, núi Trường Bạch đã xảy ra một trận núi lửa rất lớn. Sức mạnh của nó ngang tầm như hàng trăm quả bom nguyên tử. Có lẽ lũ quái vật gai trắng trong lúc đào băng tuyết đã gặp phải nó. Tuy nhiên ngọn núi lửa đã bị nhấn chìm dưới một dòng sông băng hơn 1000 năm qua. Theo suy luận của Giang thì lũ quái vật đã xuất hiện trên trái đất vào thời điểm trước công nguyên, và chúng đang đào từ dưới lên thì đã bị dòng sông băng cản trở hơn 1000 năm qua. Học trò của Giang còn dự đoán được rằng 11 tháng sau dòng sông băng sẽ có dấu hiệu tan chảy. Thời gian này trùng khớp với ngày loài người bị xóa sổ khỏi thế giới. Giang đề nghị chính phủ phải cung cấp cho anh ta một chiếc trực thăng bay đến vùng núi tuyết ở nước Nga. Tuy nhiên ông ta đã từ chối vì họ không có bằng chứng gì để thuyết phục được ông ấy. Không còn cách nào khác, Giang chỉ có thể trở về cầu mong sự giúp đỡ từ ông bố. May mắn sao ông ta đã chấp nhận giúp Giang có được chuyến bay đến vùng núi tuyết ở nước Nga. Lần này còn có thêm nhiều người khác chịu đồng hành cùng anh ta. Muốn cứu cả thế giới trong tương lai thì phải triệt tận gốc lũ quái vật ngay từ bây giờ. Họ cả gan đánh bom trên núi tuyết ở lãnh thổ nước khác. Cái hố thật to này đã dẫn họ đi xuống một hang động bị chôn vùi trong núi tuyết hàng nghìn năm qua. Quả nhiên, dưới dòng sông băng đã có một chiếc phi thuyền kỳ lạ đã bị rơi vào trái đất trước công nguyên. Giang quyết định vào bên trong để xem xét mọi thứ. Căn dặn ông bố rằng nếu có thứ gì đó chui ra ngoài thì lập tức bắn bỏ. Những người bạn đi cùng Giang cũng đã chấp nhận số phận. Thà hy sinh ngay từ bây giờ thì còn có hy vọng để cứu cả thế giới tránh khỏi diệt vong. Sau khi bước vào trung tâm của phi thuyền thì tất cả mọi người đã phát hiện ra trứng của những con quái vật gai trắng đang tồn tại ở đây. Mọi chuyện đúng như suy đoán của Giang. Nếu một ngày nào đó chúng nở ra thì chính là ngày diệt vong của thế giới. Những người bạn nhanh chóng tiêm thuốc độc mà cô con gái Yuri của Giang đã chế tạo ra. Quả nhiên nó đã phát huy tác dụng. Những sinh vật trong bào thai chết dần chết mòn. Nhưng có lẽ những con còn lại cảm giác được mối đe dọa. Bọn chúng lập tức phá bào thai và tấn công mọi người. Ai nấy đều xả đạn điên cuồng. Đã đến lúc này chỉ còn cách cho nổ cả phi thuyền thì diệt tận gốc được bọn chúng. Chấp nhận hy sinh để cứu rỗi cả thế giới. Cuối cùng chỉ còn hai bố con của Giang và một anh chàng da đen sống sót. Tuy nhiên ông bố nói rằng đã có một con quái vật giống cái rất to đã tẩu thoát ra ngoài. Giang nghe xong thì lập tức đi tìm con quái vật đó. Đứng từ xa nó cũng đã phát hiện ra ông bố. Nhắm được con mồi nó nhanh chóng lao tới. Lập tức lao tới cắn xé ông ta ra từng mảnh. Nhưng đó chỉ là một cú lừa. Bố của Giang lập tức bắn nó liên hoàn mấy phát vẫn không xi nhê gì. Tình thế cấp bách thì Giang đã tông thẳng vào con quái vật đó bay ra xa. Cả hai người đàn ông đã quyết đấu với nó một trận. Con quái vật này cũng không phải dạng vừa vì nó chính là đầu đàn của lũ gai trắng. Bố con của Giang bị nó hành cho một trận tả tơi. Cuộc chiến sinh tử càng lúc càng gây cấn hơn. Giang lấy thuốc độc đâm một phát vào cánh tay của nó. Con quái vật này lập tức tự cắn nát luôn cả cánh tay để ngăn chặn chất độc lây lan. Bố của Giang có ý định sẽ hy sinh một mạng để cùng chết chung với nó. Ông ta chỉ nói với Giang một câu xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố. Nhưng anh ta vẫn nhất quyết không để cho bố của mình phải chết một cách vô lý như thế. Lợi dụng thời cơ con quái vật đã bị chọc mù cả hai con mắt, Giang cầm thuốc độc còn lại nhét thẳng vào cổ họng của nó. Chất độc lan ra phá hủy cả cái đầu của con quái vật. Nó rơi xuống vực sâu và chết tan xác ngay tại chỗ. Cuối cùng cuộc chiến cũng đã kết thúc. Ngày diệt vong của thế giới sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và con gái của Giang sẽ không còn phải gánh vác trách nhiệm để cứu cả thế giới. Chính vì những chuyện xảy ra trong tương lai đã khiến cho Giang trở thành một người đàn ông chín chắn hơn.
anh ta đã hứa với cô con gái Yuri ở tương lai rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con họ nữa. Còn bây giờ thì chần chừ gì nữa mà chưa đăng ký kênh của mình đi nè. Chúc các bạn một ngày mới thật may mắn nhé.